tóc này á, năm nay con học được kiểu mà cách kiểu tóc để chấp nhận chữ kỹ thuật số. Mà với cái kỹ thuật số này là cái mẫu tóc hiện đại của 2013 và hiện hữu của 2014. Đó là cái mẫu tóc uống của Hàn Quốc các bạn. Nên cái mẫu tóc này sau khi cô Hồng cắt xong rồi là cô Hồng chỉ tạo kiểu bằng cái giả thôi, chứ không phải là thuốc. Nếu mà uống thuốc thì chúng ta phải mất đi là 4 tiếng đồng hồ. Còn cái này cô cắt xong chỉ tạo giả bằng một cái app. Nếu là một mẫu tóc cắt thật và cô uống thật thì cô cũng sẽ dùng thuốc và tạo ra bằng cái máy ép luôn. Nhưng vì cái này mẫu dạy cho cô là cô dạy về cái kỹ thuật về cắt tóc. Nguyên mẫu tóc ngày hôm nay cô cắt đó là con lê tần để uống tóc của nhà cô Việt Nam. Thì các bạn, trước tiên phần máy thì chúng ta không liên quan gì đến ha. Đỉnh đầu cho đến cái phần cái điểm gáy phía ốc phía sau này của cô mẫu lấy tỷ lệ là 10 con tóc, tôi chia tỷ lệ này ra làm đôi và lấy trên là 4, dưới là 6 nha. Sau đó tôi bắt dạng hình chữ V các bạn để tôi tạo một cái mẫu tóc này. Rồi em đứng ở phòng kia luôn, em ngồi kia luôn, em cầm cho nó dễ. Tôi giữ thẳng cái thanh tóc của người mẫu luôn. Tới phần giai đoạn thứ hai đây, bắt đầu điểm xuất của tôi dạng hình chữ C các bạn.